Xin chào tất cả anh em các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video clip bắn mục tiêu cách xa 10 mét, bia 4 cm. Mục đích là tập luyện cho nó sát dần. Cây định hải thần cung thì mình đang chơi với cái cây áo xa. B8 một viên nữa thì chung mình nó do bắn lâu rồi cho nên là nó bị rách, nên là mình sẽ phải thay. Trong trường hợp như này các bạn thấy rằng mình đã bắn 4 viên chúng nhưng mà đã 2 phút 18 giây rồi chưa thay xong chun, cho nên là trong trường hợp mà các bạn mà bắn mà bị đứt chun thì coi như là bắt đầu kia. Chuồng này lắp được không? Phần lõm nó quay ra ngoài. Vào bắn mà như này là rất là dễ dùng. Lắp
lượt ra cái là như đợt trước cái giải lá này đấy C là mình cũng lắp lượt ra luôn. Hôm đấy thời gian có thừa nhưng mà mải nói chuyện, anh em mải vui nên là không để ý. Với cả hôm đấy là bắn đi bảy nhưng mà lại dùng dùng cái da của 8,5, thì da nó hơi vô duyên. Đây cũng là bộ thun cũ của mình thôi. Mình bắn hết có hơn 1 phút đã được 5 viên rồi. Thì cho nên là mình chỉ muốn nói với các bạn là bắn này thượng hải mà 5 viên đấy mà 2 phút rưỡi thì thừa thời gian bắn thoải mái 30 giây 1 viên mà. Cũ nhiều khi là sẽ rất là dở hơi.
10-10 các bạn nhé. Đây là vạch 10 mét này. Đây là vạch 5 mét này. Bia của mình đây. Đây đó bia luôn này. Đường kính 4 luôn này. Đây bia này mình làm bằng da bò. Đục lỗ ra xong rồi ấy chỉ vào, luôn chỉ vào. Cự ly 10 mét các bạn nhé.